Kính chào quý vị và các bạn. Hãy cùng Chuyển động 360 cập nhật những tin tức thời sự nóng hổi nhất đang được dư luận thế giới và trong nước quan tâm. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội là địa phương thứ hai của cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe máy, thu hồi xe máy cũ đổi lấy xe máy mới. Liệu chương trình có đạt được kết quả như kỳ vọng hay không? Và trước khi đến với chương trình này, mời quý vị cùng nhìn lại thực trạng sau. Hà Nội, một trong hai thành phố lớn nhất của Việt Nam. Nhưng chất lượng không khí lại đang ở mức xấu, có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra hệ lụy lớn tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân. Và khí thải từ hoạt động giao thông chưa được kiểm soát là một trong những yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Cảm thấy nhiều lúc những giờ cao điểm ấy thì là rất là nhiều xe và cảm thấy khí thải rất là ô nhiễm môi trường. Trong khi tại Hà Nội hiện đang lưu hành khoảng 730.000 xe ô tô phải đăng kiểm khí thải định kỳ, thì 5,7 triệu xe mô tô, xe gắn máy lại chưa có quy định về kiểm soát khí thải. Một ô tô có thể sử dụng khoảng gần gấp 20 lần cái lượng xăng của một cái xe máy nó sử dụng. Nhưng mà ngược lại, cái hệ thống lọc bụi cũng như công nghệ đốt của ô tô nó tốt hơn xe máy rất là nhiều. Và do vậy là cái lượng bụi cũng như là các khí độc mà ô tô nó thải ra thì lại thấp hơn xe máy. Mà đặc biệt là một số cái chỉ tiêu, ví dụ như là bụi mịn hoặc là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, VOC. Theo các chuyên gia, xe máy cũ sẽ thải ra môi trường lượng khí độc cao gấp nhiều lần so với những loại xe được bảo dưỡng định kỳ. Xe máy cũ thường là các cái độ hở về xi măng nó lớn hơn, khi đốt nó cũng không triệt để hơn và nó có thể thải ra ngoài, đồng thời dầu xe máy cũng một phần cũng bị chạy ngược lên cái xi lanh và nó cũng không cháy được, nó bị thải ra ngoài, nó thành những cái trong không khí nó là hạt carbon nó lơ lửng ấy, thì những cái hạt đấy là chính là cái bụi mịn mà chúng ta đang hít thở. Cũng chính vì vậy, việc Hà Nội đã triển khai chương trình đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố đã nhận được về nhiều ý kiến ủng hộ từ các chuyên gia. Chương trình đang được triển khai tại 24 đại lý chính hãng ở 6 quận nội thành Hà Nội. Dự kiến sẽ đo kiểm khí thải cho 3.000 đến 5.000 xe mô tô, xe gắn máy. Vâng, thưa quý vị, chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, đặc biệt là đối với môi trường không khí của thủ đô. Thế nhưng trong những ngày đầu, người dân đã quan tâm đến chương trình hay chưa? Mời quý vị cùng đến thực tế đối với những đại lý đã tham gia thí điểm thực hiện chương trình. Gần đây em nhận được tin nhắn đến từ về việc đo kiểm lượng khí thải miễn phí, thì em cảm thấy chương trình này khá là hay và đã đến thử. Thì em cũng đã nhận được dịch vụ và bên cạnh đó em còn được bảo dưỡng và thay dầu xe. Thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là tốt và có ích ạ. Để người dân biết được rộng rãi hơn về chương trình, ngoài truyền thông trên báo chí, nhiều đại lý đã chủ động gọi điện cho các khách hàng để thông báo và tư vấn chi tiết. Nhờ vậy, mỗi ngày 50% lượng khách hàng đến cửa hàng này là để đo kiểm khí thải cho xe máy của mình. Sau quá trình đo kiểm tra thì có khoảng tầm 60% không đạt khí thải so với tiêu chuẩn Việt Nam ở mức 1. Và sau cái quá trình mà mình tiến hành bảo dưỡng, bảo trì cũng như là thay thế những cái phụ kiện thì đã có khoảng tầm cũng gần như trong đó là đạt tiêu chuẩn khí thải để khi mà mình có thể tiếp tục lưu thông ở ngoài. Còn tại đại lý này, tất cả khách hàng đến bảo dưỡng xe máy đều đồng ý làm thêm một bước đo kiểm khí thải. Chưa đầy một phút, việc đo hoàn tất với 3 thông số hiển thị trên màn hình máy tính là CO, HC và CO2. Xe của tôi dùng đã được 20 năm rồi. Đến đây các bạn đo thì vượt tiêu chuẩn cho phép, được các bạn bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn rất là tốt rồi. Người dân khá hào hứng với việc đo kiểm khí thải xe máy miễn phí. Còn với chương trình hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe máy mới, do cần đáp ứng nhiều điều kiện nên nhiều người mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo. Đối với những trường hợp mà xe của khách hàng mà vượt quá tiêu chuẩn, cho phép thì chúng tôi cũng có tư vấn cho khách hàng là tham gia cái chương trình là thu hồi xe cũ đổi xe mới, thì sẽ hướng dẫn cho khách hàng là hoàn thành các thủ tục đó và sau đó là quay lại đại lý để là làm thủ tục cho khách là thu hồi xe và mua xe mới.
Vâng, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn thì đã không còn là câu chuyện mới và nguyên nhân thì cũng không phải là ẩn số. Trong đó, khí thải từ hoạt động giao thông là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Vì vậy, quý vị hãy đừng chần chờ, hãy dành một chút thời gian để đăng ký và được thăm khám xe miễn phí. Chỉ một hành động nhỏ thôi, chúng ta sẽ góp phần làm môi trường trong sạch hơn. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, xe gắn máy chiếm đến 95% số lượng phương tiện giao thông. Dù chỉ tiêu thụ 56% xăng, nhưng lại thải ra tới 94% lượng HC, 87% lượng CO, 57% lượng NOx trong tổng lượng phát thải gây ô nhiễm. Chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe máy diễn ra ở 8 điểm thuộc 6 quận. Đo kiểm khí thải cho 3.000 đến 5.000 xe mô tô, xe gắn máy của các hãng Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM. Xe máy lưu hành từ 5 năm trở lên, đăng ký trước 2017, chủ phương tiện được tặng dầu nhớt. Trường hợp xe không đạt tiêu chuẩn khí thải, sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng, tối đa không quá 200.000 đồng. Các phương tiện vẫn được lưu hành sau khi kiểm tra khí thải. Hãy đi đo kiểm miễn phí khí thải xe của bạn. Xe sạch, trời xanh, sức khỏe an lành. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động 360 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!